Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay xin mời quý vị cùng nghe bài đọc đức tin với tựa đề Hoa Hạnh Nhân. Thánh Kinh nhiều lần nhắc đến một loài cây có hoa rất giống hoa đào, đó là cây hạnh nhân. Hạnh nhân, tên khoa học là Prunus amidalis, cùng với họ cây đào Prunus persica. Trong Thánh Kinh, hạnh nhân biểu tượng cho sự tỉnh thức bởi vì hoa hạnh nhân là loài hoa đầu tiên nở trong năm. Khung cảnh vườn hạnh nhân trổ hoa thật thơ mộng và trữ tình. Đây là nơi hẹn hò lý tưởng cho những người yêu nhau. Cảnh đẹp đó có lẽ là nguồn cảm hứng cho tác giả sách Nhã Ca. Gần 3.000 năm trước đã ghi lại những dòng thơ như sau. Em vừa thăm khóm hạnh nhân, dưới lòng thung lũng nước nhuần tưới quanh. Ngắm nhìn phong cảnh hữu tình, cùng xem nho lựu nức cành hay chưa. Nhã Ca đoạn 6 câu 11. Thời điểm hạnh nhân trổ hoa là vào mùa cuối mùa đông và đầu xuân. Những đóa hoa hạnh nhân màu trắng hay hồng nhạt nở rộ phủ đầy những thân cây vẫn còn trụi lá. Cả ngọn đồi trồng hạnh nhân nở hoa trắng xóa, nhìn từ xa trông giống như một mái đầu bạc. Do đó trong cổ thi, hoa hạnh nhân là biểu tượng của người già, Truyền Đạo đồng 12 câu 5. Trong khi quan niệm chung cho rằng tuổi già là kết thúc, Thánh Kinh cho biết những người được trồng trong nhà Đức Giê-hô-va sẽ trổ hoa trong hành lang của Đức Chúa Trời chúng ta. Dù đến tuổi già, họ sẽ còn sinh bông trái, thịnh vượng và xanh tươi. Thi Thiên 92 câu 13-14. Trong nguyên văn Hebrew, chữ hạnh nhân là sake, xuất phát từ chữ sakha, có nghĩa là thức giấc hay là thức canh. Ý nghĩa những chữ này được ghi lại trong sách Jeremy. Khi Đức Chúa Trời nhắc Jeremy rằng Ngài đã chuẩn bị ông từ trong lòng mẹ để làm tiên tri cho nhiều dân tộc và để xác quyết Chúa sẽ thực hiện những điều Ngài đã công bố, Đức Chúa Trời hỏi Jeremy, con thấy gì? Jeremy trả lời, con thấy một nhánh hạnh nhân. Câu trả lời của tiên tri Jeremy trong nguyên văn Hebrew được hiểu đơn giản là con thấy một nhánh cây thức tỉnh. Đức Chúa Trời phán, con thấy đúng, ta đang thức để thực hiện lời ta đã phán. Jeremy đoạn 1 câu 11-12. Các thi nhân trong Thánh Kinh dùng hình ảnh Đức Chúa Trời luôn thức, không nhắm mắt, không buồn ngủ, Thi Thiên 121 câu 3-4, để diễn tả sự quan tâm bảo vệ của Chúa dành cho người tin Ngài. Và Chúa đang tiếp tục thực hiện những điều Ngài đã hứa. Do những ý nghĩa trên, cây hạnh nhân được dùng làm biểu tượng để nhắc nhở về sự thành tín của Đức Chúa Trời. Có một câu chuyện trong Thánh Kinh nhắc đến hạnh nhân và liên hệ đến Chúa Giê-xu. Trong sách Xuất Ê Díp Tô Ký, Đức Chúa Trời truyền cho Mô-xe thiết kế một cây đèn bằng vàng và 7 ngọn để dùng trong đền thờ. Cây đèn gồm một trụ chính ở giữa và 6 nhánh, mỗi bên có 3 nhánh. Trên ngọn của trụ chính và mỗi nhánh có những bầu đèn được thiết kế theo hình hoa hạnh nhân. Xuất Ê Díp Tô Ký đoạn 25 câu 31-40, đoạn 37 câu 17-20. Tại đền thờ, cây đèn được thắp sáng mỗi đêm và soi sáng thâu đêm. Như hoa hạnh nhân nở rộ sau những ngày đông u ám, ánh sáng chiếu trong đêm biểu tượng cho sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Ánh sáng của Chúa đem đến niềm vui và hy vọng cho nhân loại đang sống trong khổ đau. Hình ảnh này được nhắc lại trong Kinh Thánh Ê-sai đoạn 9 câu 1 và Sứ Đồ Giăng giải thích rằng ánh sáng đó chính là Chúa Giê-xu. Giăng đoạn 1 từ câu 1-13. Chúa Giê-xu đã gọi những người tin Ngài là ánh sáng cho thế giới, Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 14. Sách Dân Số Ký chương 16 và 17 thuộc lại câu chuyện cây gậy của A-rôn đã trổ hoa và ra trái hạnh nhân. Cây gậy đó được Đức Chúa Trời dùng làm dấu hiệu cảnh cáo về sự trừng phạt dành cho những người phản loạn. A-rôn, anh của Mô-xe, là người được Đức Chúa Trời chọn làm thầy tế lễ cho dân Do Thái. Đức Chúa Trời đã dùng Mô-xe và A-rôn lãnh đạo dân Do Thái, giải phóng họ khỏi cảnh nô lệ tại Ai Cập và đem họ vào đất hứa. Trên đường đi về đất hứa, Cô-ra, một người trong dòng họ Lê-vi,
muốn được giữ chức vụ tế lễ, ông đã liên kết với 250 lãnh đạo uy tín trong dân Do Thái và kêu gọi cả dân chúng hãy chống lại Môi-se và A-rôn. Những người này tố cáo Môi-se và A-rôn đã tự mình đưa lên để làm lãnh đạo của người Do Thái và điều hành theo lối gia đình trị, bởi vì họ cho rằng Môi-se đã chọn A-rôn làm thầy tế lễ vì A-rôn là anh ruột mình. Môi-se trả lời những người tố cáo rằng hãy để cho Đức Chúa Trời xác nhận ai là người Ngài đã chọn làm thầy tế lễ. Sau đó để xác nhận Ngài đã chọn A-rôn, Đức Chúa Trời truyền cho Môi-se yêu cầu mỗi chi tộc của người Do Thái hãy nộp một cây gậy có tên ghi vị trưởng tộc của chi phái mình. Môi-se sẽ mang những cây gậy đó vào trong đền tạm và đặt trước hòm giao ước. Người nào được Đức Chúa Trời chọn thì cây gậy của người đó sẽ trổ hoa. Ngày hôm sau, cây gậy của A-rôn đã trổ hoa và ra trái hạnh nhân. Đây chính là cây gậy mà A-rôn đã dùng để thực hiện những phép lạ cứu dân tộc Do Thái khỏi Ai Cập trong những năm trước. Khi chứng kiến phép lạ cây gậy đã khô từ nhiều năm, bây giờ trổ hoa và ra trái hạnh nhân, dân sự biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn A-rôn và dòng dõi ông để làm thầy tế lễ. Sau đó Đức Chúa Trời truyền cho A-rôn hãy đặt cây gậy đó trước hòm giao ước. Về sau, cây gậy trổ hoa của A-rôn đã được đặt trong hòm giao ước. Hebrew đoạn 9 câu 4. Hoa hạnh nhân là biểu tượng về sự tỉnh thức, về phẩm chất, về tình yêu và về sự tôn trọng. Hoa hạnh nhân nhắc chúng ta về sự thành tín của Đức Chúa Trời, về lòng nhân từ thương xót của Ngài và uy quyền tể trị của Chúa. Hoa hạnh nhân còn nhắc chúng ta về tinh thần trách nhiệm và thái độ chuyên cần trong việc đem ánh sáng của Chúa cho thế giới. Muốn thật, hết lòng.